với toàn thể xóm thì năm mới thì cũng kính chúc xóm tập kết một năm mới thật đoàn và phải là yêu thương và đoàn kết nhiều hơn nữa. Thì ai có em một xin là báo cáo là cái tài khoản cái tài chính của xóm. Cháu bánh mì Hoàng Hải ủng hộ 100, gia đình anh chị Hồng Hải ủng hộ 100, gia đình anh Tuấn và chị Thủy ủng hộ 100, gia đình anh Ngọt chị Nhân ủng hộ 100, ủng hộ 200, em xin lỗi hơi bị gia đình anh chị Khải Hoàng ủng hộ 300, gia đình anh Tuấn Lương chị ủng hộ một thùng bia, tay cơ gia đình anh Thảo ủng hộ một thùng bia, gia đình anh Tùy Kiến chị ủng hộ một thùng bia, nhà hàng Hải Phòng anh Tài chị ủng hộ hai thùng bia. Mời bạn mình lấy nhân công. Nha nhưng mà bạn có duyên. Đó. Yeah.
Mày hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Quay kiểm tra chính xác không nha? Có thể hết chưa? Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Nhanh 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 nhanh. Nè chị Dung à, đó chị Dung à. Chưa uống hết nha. Chưa uống hết đang kiểm tra. Ghi lại là bằng làm bằng chứng. Đó. Đúng không? Rồi. Mày quá hết. Ngày năm sau trời nghỉ anh không uống được. Ngày mai là có rồi luôn. Tôi cha mày nghe. Uống đi, uống hết đây đây rồi 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 Hãy subscribe cho